tòa nhà 2-3 tầng ở Hà Nội, hàng trăm cư dân hoảng loạn. Lửa bốc lên tại tầng 18 tòa nhà Vodacom mặt đường Trần Phú, Hà Đông, đối diện Học viện An ninh đúng giờ tan tầm, gây ra cảnh hỗn loạn. Khoảng 16 giờ 50 ngày 25 tháng 5, người dân ở chung cư Vodacom Bắc Hà, đường Trần Phú, Hà Đông phát hiện khói đen bốc ra từ một căn hộ ở tầng 18 tòa CT3 cao 2-3 tầng. Tôi vừa từ trong nhà đi ra hành lang thì thấy phòng 1806 có khói đen nghi ngút. Lúc đó khói chưa nhiều, tôi vội vàng cùng bà chạy xuống tầng 1, vừa chạy vừa la hét để báo tin cho mọi người. Chị Vũ Huyền ở tầng 18 kể lại. Trong chốc lát, hàng trăm người dân các tầng nháo nhác chạy khỏi nhà, hầu hết không kịp mang theo tài sản gì. Họ tập trung tại sảnh tầng 1 và các khoảng đất trống quanh tòa nhà dõi mắt về phía đám cháy. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, dân phòng địa phương nhanh chóng có mặt, lập hàng rào an ninh để triển khai chữa cháy. Tiếng loa liên tục vang lên, đề nghị ai có người thân mắc kẹt thì khẩn trương khai báo. Có 4 người trong 2 gia đình đang mắc kẹt, một người dân nói. Hàng chục chiến sĩ dùng mặt nạ phòng độc đi phá cửa từng căn hộ các tầng 18, 19 để tìm người mắc kẹt. Công an khu vực cũng đến gặp từng cư dân để thu thập thông tin về người bị thương hoặc còn ở trong nhà. Đến khoảng 18 giờ, trời có gió mạnh khiến việc chữa cháy từ bên ngoài gặp trở ngại, khói đen bốc ra nhiều hơn. Những cửa kính dưới sức nóng của đám cháy vỡ ra rơi lả tả xuống đất. Một dân phòng bị kính rơi trúng đầu, chảy nhiều máu, phải đi cấp cứu. Số xe cứu hỏa từ 5 được tăng lên 10 rồi 15 lượt xe. Lực lượng chức năng yêu cầu dân tránh xa khu nhà, đề phòng thương vong do kính rơi từ trên cao xuống. Vợ chồng của ông Đào Trọng Trưởng ở tầng 22 bị kẹt trong nhà hơn 1 tiếng sau vụ cháy. Tôi và vợ thấy khói luồn qua khe cửa, bên ngoài là tiếng người hô hoán, chạy loạn. Chúng tôi đều trên 70 tuổi chân yếu, nên xác định có ra cũng không chạy được. Tôi ở lại trong phòng lấy băng dính dán kín cửa phòng, dùng khăn ướt lấp các lỗ thông. Sau đó tôi ra đứng ở ban công. Khoảng hơn 1 tiếng thì có các anh cứu hỏa lên dìu xuống, cụ trưởng kể lại. Lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, hỏa hoạn xuất phát từ căn hộ 1806 tầng 18 đã thiêu rụi nhiều đồ đạc. Khoảng 19 giờ, đám cháy đã được dập tắt từ bên trong. Cảnh sát tiếp cận từng nhà nhưng chưa thấy người mắc kẹt và chưa ghi nhận thương vong. 20 giờ cùng ngày, điện vẫn bị cắt ở tầng 18 và một số khu vực trong tòa nhà. Người dân ở các tầng khác tầng 18 được về kiểm tra tài sản. Tại hội trường tổ dân phố, công an bắt đầu lấy lời khai của nhiều người để điều tra nguyên nhân cháy. Mở cửa ra nghĩa là phòng em nó kín âm thanh. Bạn gọi điện vào mới biết là cháy ấy. Em vừa đi ra ngoài thì mới biết. Em ở 1802 đối diện cái nhà cháy ạ. Một người vẫn đang ở trong đấy nhưng mà ở mặt bên ngoài. Đó, vẫn đang liên lạc được.